Rồi, hello, xin chào mừng bạn đến với kênh WeTeo của Trung. Thì bữa nay Trung sẽ giao lưu những lô máy mới ha. Lô máy mới thì giá nó cũng sẽ mới. Thì sau này Trung làm thì như anh em đã quen thuộc cái cách làm của Trung rồi. Thì mới ban đầu thì mình sẽ chơi lựa những cái đẹp bạn, lựa những cái đẹp mình làm giá đẹp ha. Sau này những cái xấu mình làm giá xấu ha. Rồi, thì trước tiên để trước mặt Trung là cái cây ba rải, người ta kêu là dưỡng như kiền ba chân mà, dưỡng như kiền ba chân. Cây này cái chiều cái hoành nó thì chắc bằng chai Dr. Thanh thôi. Bo ghép thì nó bằng chân cái ha. Bằng chân cái cây này thì nó có chiều cao để chung lấy cái thước. Không mua cái thước mà chưa mua nổi nữa đây. Cây thước này thì 3 tấc. Cây này thì có chiều cao 6 tấc ha. Chiều cao 6 tấc. Chung không mua, chung mua cái thước dây chung mua không nổi nữa. Rồi hoành theo cái hoành trên cổ này thì nó có khoảng 16 thôi. Còn hoành cho cái u này này cỡ 20 ha. Cho cái ô này nè, cả 20 còn trên đây 16 ha. Thì bo ghép đang kiểu đỏ sắp liền nha. À, căng ghép bự ha. Thì tình trạng mai đất sung. Thì mai đợt này Trung nhập cũng là mai dảo Thủ Đức 12 cánh luôn. Thì người ta hô trong đây có lai một mớ mai dảo Bến Tre, một mớ dảo Thủ Đức 16 cánh. Mà nhưng thôi mình bán mình cứ hô mai Thủ Đức 12 cánh này cho chắc ha. Thì cái bông nó thơm mà. Thì mình nó 12 cánh thì chỉ đây nhiều khi anh em về hô không mấy. Thì cái cây trước mặt Trung thì đang ra cái đọt cuối cùng ha. Cái đọt cuối cùng là khoảng cuối tháng 6 thì các bạn có thể bón DB. Cái này thì họ đã bón DB vô rồi, hãm rồi rồi. Thì nó sẽ ra cái đọt này, cái đọt cuối cùng. Cây này như cái này thì các bạn thấy những búp nụ rất nhiều rồi. Cái loại giống mai này thì búp nụ khỏi chơi rồi. Búp nụ nó thử theo nách lá y như là xương này, kia là như là xương cái vậy bạn. Như là xương cá ha. Rồi Trung sẽ bỏ cái chai này, cây này xuống để Trung lấy cái đây mai Trung sẽ làm cái bàn quay nữa. Không có bàn quay bỏ lên chậu quay rộng không giống ai ha. Chung với cái bàn quay cao thôi, bàn quay cao để cho các anh em xem cái dàn chân thôi. Thì cái này người ta kêu ba chân mà, ba chân ha, để dẫn như kiện ba chân ha. Cây này thì hơi nhỏ này. Còn cái cây kia như có nhiều cây nó hoành tới ba mấy mà, ba mấy 40 ha. Thì ngay chung cái lựa mấy cây lớn. Nói chung là chung lựa sẽ sang cả đi những cây lớn cái chung thấy cho là đẹp của chung thôi. Chứ còn anh em lên thì nhiều anh em còn ý kiến là nhiều người cây đẹp khác nhau hết. Thì Trung nhập đợt mai này thì là đa số cúc là cúc bự, cúc ghép bự hết ha. Cúc ghép là bằng chân cái, bằng tay cái, nhỏ nhất là bằng tay cái. Cúc ghép thì bự hết rồi, thân ghép cũng đã bự rồi. Thì tình trạng mai này cũng đã rất lâu năm, gốc cũng rất lớn rồi. Thì nhập lô mai này giá nó hơi cao chút xíu, nhưng điều những mai này thì nó sẽ chơi nó sẽ có giá trị bạn. Còn những cái mai mà nó mới ghép nhỏ ha thì nó sẽ giá trị nó sẽ không cao ha. Rồi cây này là kêu cây dưỡng như kiền ba chân ha. Rồi mã số là 365 900 ha, chưa có tiền ship nha bạn. Chung bán như là anh em có người gần người xa đó nên Chung bán là ví dụ theo việc chiều cây này Chung bán 1 triệu thì Chung sẽ bán 900 thì trong đó có đã phụ anh em được 100 ngàn tiền ship rồi, là còn 900 đó thì anh em xa gần thì tiền ship xa ship gần ha, tùy theo cây ha. Chứ để ông mình bán mà bán luôn bao ship luôn thì có người xa người gần nhưng sẽ không có công bằng ha. Rồi trước tới cây 365 gì tới cây 366 ha. 366 thì cái bộ đế thì nó nằm hơi quái ha, nó nằm hơi nghiêng qua. Cái rễ này thì nó dắt qua, cái dắt ngang qua. Nói chung cái nhìn nó quái, mai mốt mà cái gì là cái rễ này mà nó liền nè bạn. Cái này hai cái rễ nó muốn liền nè, hai cái liền là thì nó nhìn nó đẹp ha. Còn cái mai này thì họ chăm sóc chỗ khác, họ chăm sóc hơi ít chút chứ rồng điêu hơi nhiều. Thì các bạn có cây hay cây các bạn chịu cực gì các bạn lấy bằng chải đánh răng ha, chà cho sạch riêu ra nhìn đẹp. Còn đấy như vậy nó xanh răng điêu, sao rồng điêu xanh lét. Nhìn thấy cái mai nó cũng không có thẩm mỹ ha. Rồi cây này thì có chiều cao cỡ như ta. Cây này thì búp nụ cũng nhiều bạn. Đợt mai này thì Trung nhập thì nói chung là cái tàn họ bấm gọn vô bạn, bấm gọn vô mình không có bè tàn bự tàn ha. Bự tàn thì có nó nhiều mỗi người nó chơi mỗi phong cách khác nhau bạn. Thì cây này có chiều cao cũng cỡ 6 tấc bạn, chiều cao cũng cỡ 6 tấc ha. Cao cũng cỡ 6 tấc. Thì ngay chỗ này thì cũng bằng cây đốc thanh thôi. Cây thanh cũng là 16 ha. 16 dưới đây cũng cỡ cũng là 20 cũng bằng cây kia. Cây này với cây kia là hai cây có thể các bạn ngang giá nhau. Còn cái chiều hoành nó cái đế hoành thì nó cũng bự ha, bự gần hết cái chậu rồi. Cái này là sẽ Trung xài cái chậu ba mà nó bên cái dàn rải nó ra gần hết chậu nè bạn. Nhìn cái cây nó cũng bằng ha. Cũng nó nhìn nó quái ha. Quái đây qua cái rễ giá dắt cái rễ ha, bên đây cái rễ ha. Thì nhìn y như tưởng tượng mà cái mặt này không, cái mặt này thì y như hai cái con gì ngồi có cái đuôi dắt qua bên mà.
thì nó chung tương tự. Còn bó ghép này thì bự như bạn, bó ghép này thì sắp sắp liền cốt rồi nè, đã liền được 50% rồi. Ở đây đã liền được 50% rồi ha. Tại bằng điện thoại chung này tối quá. Trên này chút trưa trong phi xịt sâu nè, bị chớm sâu rồi. Nó hơi tối. Rồi đã liền 50%. Còn thang ghép này thì bằng ngón chân cái mà, bằng chân cái ha. Rồi thì các bạn ướp này như cỡ như 16 20 thì các bạn cứ cỡ cây chai đốc tàu thanh thì nó khoảng cỡ tương đối ha. Đó, nó cỡ nhìn thấy cũng ngang ngửa chai đốc tàu thanh ha. Rồi ok, chúng sẽ bỏ cây xuống. Rồi cây này là cây mã số 366 ha. Cây giờ tàn ở mặt. Cây những cây này bao chơi dàn bó ghép là bự mà, tàn đều ha. Bó ghép bự hết rồi. Đã tạm nụ hết rồi. Người ta cũng đã bón DB và còn DB mà chúng mình mua nhiều chúng thấy còn phân DB nữa ha. Thì không đã bón để kích nụ rồi. Rồi, chúng sẽ bỏ ngay xuống ha. Rồi, tới cây 367 ha. 367 thì có cây này thì năm nào con rắn này cho cây này được đây. Năm nào mà năm tuổi rắn thì thành cho cây này được đây. Đó, hình nằm y như là con rắn công cẩu ha. Cái quan trọng là cái độ cong này bạn, độ cong ngược nữa ha. Cây này thì họ ghép hai bo. Đó, một bo xìu ở đây, một bo đứng. Thì cây này nếu theo anh em mà có tay nghề cây này sửa là thì rất đẹp. Còn cái này vàng mai của chung là chung nhập gì là nó chưa sửa hết nha, nó chỉ còn có họ làm y nguyên hết là chưa có sửa tàn sửa cành thôi mà. Cái đợt mai này chung nhập là chưa sửa tàn cành hết, tại chung không muốn ở dưới chỗ lấp chơi mà. Mấy người mà họ sửa tàn sửa cành đó là đa số họ là đã lặt lá hết rồi, họ lặt lá hết thì mình không muốn vậy, mình chỉ muốn lặt mà nhập mai đợt mai mà còn y vàng y lá nè. Y lá gì y nguyên chưa sửa ra cho gì anh em tha hồ mình sửa theo phong cách của mình ha. Mỗi người mỗi ý cách khác nhau mà mình sửa đi sửa mai sửa rồi là mình về mình đâu còn sửa là được đâu bạn. Cái mai mà uống đi lại nó sẽ làm cái thân nó bị dập ha, nên mình đây là họ chưa sửa thì mình sẽ sửa lại cho nó ok. Cái này những cái này là bút nụ rất nhiều bạn, bút nụ quá trời nè ha. Cái này là những mai này là bạn có thể chơi tết được hết rồi nha, chơi tết là ok hết rồi. Rồi chúng sẽ bỏ mình đi qua đây, chúng bỏ qua đây đi, đó nó chặt quá. Bỏ ra chút quay lại ha. Rồi 367 rồi tới 368 ha. Đây cây 368 đấy. Cây 368 này thì hơi quái ha. Nhìn hình quái cái gốc thôi. Còn ngay chỗ này thì chung đoan chỗ này là thang đôi mà. Thang đôi cái dính liền ha. Ngay chỗ hoành chỗ này thì 23 ha bạn ha. Đây. 23 ha. Đó, ok ha. Ở quanh chỗ này thì 23. Còn ở chỗ này thì bự quá, chung không đo cái cục gù này. Cục gù này chung không đo. Rồi cây này thì họ cũng đã ghép hai bo bạn. Cái dàn bo ghép thì cũng đã cái đang kéo nhựa đỏ đây này, nó sắp liền này. Chỉ trên đó có thấy rồi trời. Đây sắp liền bạn. Nào. Sắp liền này, sắp liền. Nói chung là không phải sắp liền mà nó đã kéo được 30% rồi bạn. 30% rồi, còn cái mặt này thì nó đang kéo đỏ như vậy thì nó sẽ rất lẹ kéo ha. Rồi, cây này thì bự rồi, cây này thì này cũng nhìn cái tướng hay, cũng hay, nói chung nhìn cái cây cũng hay nè. Nếu bạn nhìn theo chiều này là y như cái người đang ngồi, cái bắp đùi đang quỳ chống cái giò xuống đây ha. Nó nhìn thấy cũng, còn bên đây thì tại bên đây nó có cục phù này mà nó có cái giò này nhỏ quá, chứ nếu cái giò này mà bự như giò bánh cây này nó vô cùng quái luôn nè. Này nó cũng vẫn có cái rễ bạn, có cái rễ ha. Cái rễ này sau này nó phát triển bự, cái rễ này là nhìn cây nó cũng quái. Đó, thằng này thằng đôi ghép hai bo. Trung nhập đợt mai này là đợt nào? Đợt này là lá đa số là sung nha bạn, đa số là những lá đọt đang sung nha, đang sung. Thì những cái đọt mà nó ra dài quá thì bạn có thể bấm đọt cái đều là ha. Đọt như đọt này này, nó ra dài quá thì mình có thể bấm cái đều là cho tròn cây là. Vì nay nè chưa bạn chỉ gì bạn dựng đọt thì sửa tàn là ha. Nó mai là cội nguyên đây. Đó. Chúng mới nhập một cây, ta sẽ gần cái trăm cây làm chín mấy cây thì chúng sẽ làm từ cây cho bạn lựa chọn ha. Thì giờ chúng sẽ lấy dàn nào chúng cho là đẹp của chúng thôi, chứ các bạn thì có nhiều cây chúng thấy nó còn đẹp để nhỏ mà này dáng đẹp lắm. Có người nhiều anh em thì không thích cái mai bự, họ thích cái mai nhỏ mà dáng này dáng đẹp ha. Rồi cây này là cây 368 ha, cũng là 900 ha. Rồi. Rồi tới cây 369 thì dàn đế đây bò ghép mấy cây này là cây nào cái nấy bò ghép là đa số bằng con chim cái hết nha bạn, chứ không còn là bằng con tay cái nha, bằng chim cái hết ha. Cây này thì có cái chiều hoành nó khoảng cỡ 18 ạ, chiều hoành 18 ha. Này 18 chứ không được 20, chung nắm tay hết dưới đây thì hơn 20 ha. Thì đó bằng so với chai đốc tàu thanh thì nó sẽ bự hơn chai đốc tàu thanh, ngang ngửa đi, mình chọn là ngang ngửa chai đốc tàu thanh ha, thấy không?
hai cây ngang ngửa thì như lại có cái chai nước vậy, các bạn sẽ ước lượng được cái cây mai nó bao lớn ha. Còn cái thân ghép này thì chung để con tay cái chung, thì con tay cái chung nhỏ hơn thì các bạn có thể ước lượng được rồi ha. Rồi cây này cây 369 nha bạn. Đó, cái này gì bạn, các bạn thấy mà bạn nên sửa tàn rồi ha, bạn chưa làm chưa sửa ha, chỉ mới cái dương cái đọt thôi. Tình trạng mai thì đang ra đốc đầu non rất nhiều bạn, mấy cái mai này là khỏi sợ trước tết ra đọt cây, đọt cây này là ok rồi. Rồi tới cây 370 cũng là cây cuối cùng ha. Cái này chúng sẽ làm 6 cây thôi. Một ngày chúng sẽ làm 6 cây cho anh em lựa, chừng nào hết 100 cây này là chưa sẽ nhập mai mới nữa. Cứ chu kỳ cứ như vậy thôi ha. Rồi, cây này là cây 370, cây 370 với nãy cây nào giống ta? 370 với 369 là hai cây này nói chung cùng một nhìn nó cũng nói chung một nhìn giống giống ha. Đây cây này thì gốc chỗ này cũng bằng cho đốc Tô Thanh đây. Bộ rễ dưới thì vô cùng quá trời rễ luôn. Uống rễ uống rượu rễ lượng. Nó kia kia bằng rễ nôm ta. Nó thể nôm ha. Đã nôm nhỏ hết trên rễ lên. Đã cao đều rễ như vậy. Đó. Nhìn nó cũng cảm giác hay hay. Tàn thì tàn hay tàn ngang ha. Cành thì chưa sửa. Ok này mình giữ thêm gì bấm cành sửa cành rồi là tha hồ mình sửa theo ý mình ha. Rồi, cây 370 chúng sẽ bỏ xuống ha. Dần dần tàn, mặt nó dần tàn đều ha. Lá thì tình cà tràn cho mấy cây này nè. Cây nào lá cũng đang sung hết nè. Lá đang sung tốt ha. Rồi, lá đang sung tốt. Rồi chúng sẽ cầm điện thoại quay lên từ cây cho bạn xem thấy rõ ha. Chúng sẽ bỏ cái này xuống. Cầm quay từ cây đi ha. Đầu tiên là cây 365 ha. Đầu tiên là cây 365. Đây cây 365 trung hô dưỡng như kiền ba chân đây, là người ta gọi ba rễ, ba rễ ha, ba rễ là dưỡng như kiền ba chân đây. Cây bo cây 365 này thì cây bo ghép này đây, bo ghép đây, bo ghép này đang đỏ ha. Bo ghép bo trên này bằng tay cái ha. Đó. Rồi, ok. Dưỡng như kiền ba chân ha. Rồi giờ tàn của em đây ha. Rồi ok, tới cây 366 ha. 366 thì trung hô cái rễ dắt ngang này, rễ này đang mớm liền này. Cây này thì rong rêu quá trời đất. Đó, đây. Cái này bạn gì bạn thấy chà đó ha, lấy bằng chải mình dùng nước mình xì một cái bình xịt mình vừa xịt vừa chà nó sẽ sạch ra. Trung chưa có thời gian để xử lý mấy vụ này nữa. Rồi cái rễ thì nó ra tới đích chậu chậu luôn ha, chậu 3. Ở bên đây tới chậu đây cho chậu. Đó, các bạn có thể trồng cái chậu 4 lớn hơn chút xíu ha, cho nó thoáng cái rễ ra nè, cho nó phát triển cái rễ. Là dần tàn thì tàn ngang ha, tàn ngang ok nè. Rồi ok, tới cây 367 ha. Đây cây 367 trung hô hình rắn này cho năm rắn đây. Đó, hình rắn ôm cua rất đẹp ha. Đây, đuôi dấu luôn nè, có đuôi luôn ha, đuôi dấu nè. Đây. Đó, nhìn cũng thấy hay hay ha. Rồi dần tàn của em nữa ha. Rồi, tới cây 368 tới 360 chơi 367 tới 368 ha. Đây cây 368 trung hồ gốc chà bá đây, gốc bự ha, gốc bự hai thân dính liền ha. Cây bo ghép thì hai thân đã đỏ nè. Cây này thì nó họ ghép hai bo. Đó, thì gốc này thì y như cái cô gái đang chống giò. Đó, đây. Mình nhìn cái đằng xa đằng mặt tiền nó nhìn thấy cũng dữ dằn. Rồi, cây đi dàn tàn của em ha. Rồi ok, tới cây 370 ha. Đây 370 thì lấy cho ở quần lòng xin lỗi cây 369 chứ. Đây cây 369 chưa mới cái 3 mới cái 368 cái lòi 370. Đây cây 369 ha. 369. Đây cổ đê ha. Đây cậu nhìn quay quay. Rồi dàn tàn của em ha. Mấy cây này là bo ghép bự hết nha bạn, bo ghép từ bá hết nha bạn, chân cái nha chứ không có nhỏ, cây nào nhỏ hết nha. Rồi tới cây 370 là cây cuối cùng là cây hình nôm ha, rễ nôm này. Rễ nôm cũng rất nhiều rễ ha. Rất nhiều rễ. Rồi ok, dàn tàn của em này rộng ha. Tàn em này có thể 8 tấc. Đúng ta, chắc 6 tấc à. Tám hồ 8 tấc gì gỡ gì tới 8 tấc chết luôn. Rồi chiều cao 6 tấc, chiều ngang 8 tấc. Ủa chiều ngang 6 tấc. Ngang ngang này 6 bạn ha. Để chúng lấy cái thước cho chắc ăn này.
để đo anh em không tới mất công. Cái thước chúng mình nó gãy thôi, còn có 3 tắc. Ok ok nè. Bạn thấy ba tắc thì nó vô tới trong trong thân ha. Thì bên đây ba tắc là đúng 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 6 tắc rồi. Chiều cao cũng vậy luôn. Chiều cao cũng 6 tắc luôn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Trung. Xin chúc các bạn được vui vẻ. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau ha. Mấy cái năm nay này là đọt non đang ra ok hết nhưng mà khỏi lo ha. Rồi cảm ơn các bạn.